Mỹ Anh kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Hậu Trường. Kính thưa quý khán giả, chương trình Thắp Sáng Niềm Tin là một trong những chương trình nhân đạo xã hội có tuổi đời lâu nhất được phát trên sóng truyền hình Vĩnh Long, dành riêng cho những em học sinh sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Năm 2023, chương trình sẽ có điều gì mới mẻ thu hút hơn? Hãy cùng chúng tôi khám phá trong chương trình Chuyện Hậu Trường tuần này. Nhưng trước tiên, mời quý khán giả cùng điểm qua bảng xếp hạng các chương trình giải trí phim truyện được yêu thích nhất tuần qua. Theo số liệu từ Kantar Media, truyền hình Vĩnh Long có 3 trên 10 chương trình giải trí phim truyện góp mặt vào bảng xếp hạng toàn quốc. Góp mặt trong bảng xếp hạng ở vị trí thứ 10 là chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Vợ Tôi Là Số 1, điểm hẹn cuối tuần giúp các cặp đôi ôn lại kỷ niệm, vừa để các gia đình tham gia tranh tài với những thử thách vô cùng thú vị. Chủ nhật hàng tuần, hãy đến với Vợ Tôi Là Số 1 để cùng học hỏi, cười vui và thư giãn quý khán giả nhé. Trở nên giàu có sau khi buôn bán đầu thần, nhưng cũng từ đây, tâm tính của Hiếu thay đổi khác lạ. Tôi sẵn sàng trả giá với gấp đôi, miễn sao có trái đào thiệt sớm nhất. Có thiệt là mấy người đã từ chối để cứu một đứa trẻ đang hấp hối không? Thôi, không có nói nữa, lôi cổ bà ta ra ngoài. Tham lam ích kỷ, xem thường những người xung quanh, Hiếu đã phải nhận lấy bài học thích đáng từ vị tiên ông. Những bài học bổ ích của tập cuối phim cổ tích Quả Đào Cứu Mẹ đã giúp phim lọt top 10 ở vị trí thứ 7. Tiếp nối khung 20 giờ chủ nhật hàng tuần, tối nay tập 1 của phim cổ tích Cô Gái Chí Hiếu sẽ lên sóng truyền hình Vĩnh Long. Quý khán giả nhớ đón theo dõi. Bà ta sẽ bắt những người đến cầu xin làm một cái khế ước để trao đổi. Đó là khế ước của quỷ. Để bảo vệ người yêu trước những hành động ngày càng quá quắt của bà Lan và Minh Thư, Diệp Bắp tuyên bố cưới Khánh My trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Không cam tâm chịu thua trước một kẻ điên như Khánh My, Minh Thư một lần nữa lên kế hoạch giết chết tình địch. Cô còn ác hơn cá lò trắng độc nữa. Tôi nói cho cô biết, tôi nhất định sẽ cưới Khánh My. Còn Diệp Bắp lợi dụng người yêu để đòi món nợ từ quá khứ. Liệu anh có đạt được mục đích hay đang tự tay phá nát mối tình đẹp được xây đắp từ những kỷ niệm tuyệt vời thời niên thiếu? Với những diễn biến cuối gay cấn hấp dẫn, bộ phim về đích ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Làm ích kỷ, gieo nợ, báo thù, cuối cùng thì có được cái gì? Trên ứng dụng THVLI, Tình Yêu Dối Lừa cũng là bộ phim Việt Nam được xem nhiều nhất. Chương trình giải trí game show và phim nước ngoài được xem nhiều nhất đã thuộc về chương trình Tài Danh Tân Cổ và phim Âm Mưu và Tình Yêu. Hy vọng quý khán giả tiếp tục ủng hộ các chương trình phim truyện trên sóng truyền hình Vĩnh Long để chúng tôi chuyển đến quý khán giả nhiều chương trình chất lượng hơn nữa. Kính thưa quý khán giả, với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Thắp Sáng Niềm Tin năm thứ 14 tiếp tục trở thành điểm tựa cho các em học sinh sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhưng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Và với phiên bản năm 2023, chương trình đã mang đến nhiều cảm xúc cho các nhân vật tham gia và khán giả truyền hình qua những câu chuyện và thử thách trong chương trình. Ngay bây giờ, Chuyện Hậu Trường mời quý khán giả cùng đến với trường quay để khám phá những đổi mới thú vị xung quanh chương trình này nhé. Thay đổi đầu tiên của Thắp Sáng Niềm Tin năm thứ 14 chính là bối cảnh của buổi lễ trao học bổng. Thay vì ghi hình tại trường học của nhân vật chính, buổi lễ trao học bổng sẽ được thực hiện ngay tại trường quay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Không gian phim trường được thiết kế toàn bộ bằng màn hình LED, mang đến những hình ảnh rõ nét. Thông qua những video clip về câu chuyện của nhân vật chính và hình thức trò chuyện giữa MC học sinh, khán giả tại phim trường được trực tiếp theo dõi, lắng nghe, tương tác, giúp cho chương trình càng gần gũi, sống động và cảm xúc hơn. Trong cái đoạn clip vừa rồi phát về em đó thì em cũng có nói một cái câu chị Thanh rất là thích, đó chính là dù mình khổ nhưng mình phải lạc quan. Lạc quan mà vượt qua cái sự khổ cực đó. Khi mà cái cuộc sống gặp khó khăn gì kinh tế thì mình cũng có thể làm lụng để đắp ba đắp lại. Mà cái lúc mà anh bị bệnh thì cái lúc đó là mình cảm thấy là cái trụ cột của gia đình nó không còn nữa. Nên là em sẽ trở thành người trụ cột thay thế cho gia đình. Với hàng trăm hồ sơ gửi về đài mỗi năm, các bạn biên tập của chương trình Thắp Sáng Niềm Tin sẽ lọc hồ sơ đến tận nơi khảo sát các hoàn cảnh thật sự xứng đáng để lên kế hoạch ghi hình. Mỗi chương trình Thắp Sáng Niềm Tin sẽ là một câu chuyện đời được kể lại một cách chân thực, sinh động về hoàn cảnh của các em học sinh sinh viên nghèo vượt khó.
Dạ, em không nghĩ mình là một nhân vật của Thắp Sáng Niềm Tin. Nhưng mà đến lúc hay tin thì em cảm thấy rất là bất ngờ. Lúc ban đầu thì em thấy có một chút hồi hộp, nhưng mà về sau thì em càng cảm thấy tự tin hơn. Nhận được những sự hỗ trợ của những mạnh thường quân, đài truyền hình Vĩnh Long, sẽ giúp cho em một cái khoản vốn có thể bước tiếp trên con đường học tập. Nó tạo cho em một cái động lực rất là lớn. Em cảm thấy rất là vinh dự khi được đứng ở đây. Em sẽ truyền những cái cảm hứng này đến cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn, đó là hãy vươn lên trong cuộc sống, sống một cuộc sống thật tốt để đạt được những kết quả tốt trong tương lai. Để mỗi buổi trao học bổng được diễn ra trọn vẹn ý nghĩa, ngoài nhân vật chính thì chương trình còn có 10 suất học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng để giúp các em học sinh dựng bước trên con đường học tập. Là học sinh lớp 10A6. Chúc mừng em Hà Võ Yến Vi là học sinh lớp 12A3. Đến từ trường Trung học Phổ thông Lê Thanh Hiền, xin được chúc mừng em Cao Thanh Quy. Xin chúc mừng em Trần Nguyễn Thúy Kiều. Xin chúc mừng em Nguyễn Quốc Thịnh. 14 năm qua, chương trình đã tiếp sức cho gần 700 em học sinh, sinh viên và hơn 5.400 em nhận được học bổng mở rộng trong chương trình. Đó đều là những tấm gương sáng về nghị lực phi thường của các em. Dù sống trong cảnh gian truân nghèo khó, nhưng rất giàu nghị lực và ý chí vươn lên. Ngoài việc thay đổi bối cảnh buổi lễ trao học bổng, một trong những điểm đặc biệt khác của chương trình Thắp Sáng Niềm Tin năm thứ 14 chính là những thử thách dành cho nhân vật chính. Cùng với suất học bổng chính trị giá 25 triệu đồng, phần rút thăm may mắn được thay đổi thành dạng trò chơi nhỏ với 3 câu hỏi kiến thức có độ khó tăng dần, tương ứng với các giá trị khác nhau. Và trước khi đến với phần hỏi nhanh đáp lẹ thì Trúc Ly hãy cùng lắng nghe nội dung của phần này em nha. Mỗi câu sẽ có thời gian là 30 giây để các bạn đưa ra đáp án. Tùy thuộc vào số câu trả lời đúng mà các bạn sẽ nhận được tương ứng một giá trị tiền thưởng của chương trình. Trả lời đúng một câu hỏi thì sẽ nhận được từ 10 cho đến 12 triệu đồng. Trả lời đúng 2 câu thì sẽ nhận được từ 14 cho đến 16 triệu đồng. Khi mà bạn trả lời đúng 3 câu thì sẽ nhận được từ 18 cho đến 20 triệu đồng. Sông nào chảy xuống Nam Phần, đổ ra chín nhánh cửa sông như rồng, phun nước vào đến biển Đông, phù sa bồi đắp cho đồng lúa xanh. Dạ thưa chị, câu trả lời của em là sông Cửu Long. Em thấy có câu đổ ra chín nhánh cửa sông như rồng. Xin được chúc mừng em. Xin mời câu hỏi số 2 ạ. Thanh Đùng ơi, em hãy sử dụng tư duy logic của mình để tìm số còn thiếu trong sơ đồ dưới đây. Và đáp án của chúng ta là A 3, B 2 và C là 5. Em có 30 giây để suy nghĩ. Đáp án B. Vì sao em lại chọn đáp án B là 2? Dạ, tại vì cái câu đầu tiên là 6 cộng 2 bằng 8 rồi chia cho 2 ra 4. Và em cũng áp dụng vô cái câu này là 3 cộng 1 là 4 chia cho 2 là ra 2. Hoàn toàn chính xác, đó chính là đáp án B số 2. Cùng đến với câu hỏi số 3. Đây là đâu? Vậy thì chị là làng làng gạch Mang Thít. Em thấy có những cái gọi là lò nung gạch và kế bên có con sông hình như là sông Mang Thít. Và đây là một câu trả lời chính xác. Đây đang được quy hoạch vào di sản đương đại của Vĩnh Long và sẽ là một địa điểm thu hút rất là nhiều khách du lịch trong thời gian tiếp theo. Vừa giải những câu đố hóc búa, vừa chạy đua với thời gian để hoàn thành thử thách. Chương trình không chỉ mang đến những phút giây kịch tính hồi hộp mà còn dẫn quà với niềm vui mừng khi các em học sinh chinh phục được thử thách, vừa thể hiện sự thông minh, bản lĩnh, xứng đáng nhận được những phần hỗ trợ từ chương trình. Trước khi mà đến đây nhận học bổng thì em có rất nhiều cái nỗi lo. Thứ nhất là lo cho gia đình, thứ hai là lo là mình sẽ lên sân khấu như thế nào, mình có bị rung hay sao. Với lại là khi mà nghe cái anh biên tập viên có nói với em là về cái phần mà thử thách hỏi nhanh đáp lẹ để có thể mà trả lời được 3 câu hỏi để nhận được cái số tiền tương ứng, thì lúc đó là em ở nhà em cũng thấy rất là hồi hộp, lo lắng. Nhưng mà với cái sự tự tin của mình thì những cái giờ học tập trên lớp, những cái giờ học tập rất là tập trung và giải bài tập thì và kèm thêm cái sự nhanh nhẹn của mình nữa thì bản thân em rất là tự tin khi mà
đến với cái phần hỏi nhanh đáp lẹ. Và khi mà trả lời xong 3 câu hỏi của chương trình thì em cũng thấy rất là vui. Về nhà là chắc là thầy cô sẽ rất là tự hào về em khi em có thể trả lời được, có thể giành được cái số tiền về cho mình. 44 triệu đồng, xin được chúc mừng em. Và tiếp theo là 100 quyển tập. Phần quà tiếp theo đó chính là một chiếc xe đạp, một cái ba lô, phần quà tiếp theo dành cho em. Và cuối cùng là một nồi cơm điện. Sẵn sàng chưa ạ? À? Cùng đếm nào mọi người ơi. 1 2 và 3. Số tiền là... Mỗi tập phát sóng của Thắp Sáng Niềm Tin còn có sự xuất hiện của một khách mời là nhân vật của chương trình những kỳ trước đó. Sự xuất hiện bất ngờ của những khách mời đặc biệt, thành công ở nhiều công việc khác nhau, không chỉ tiếp thêm động lực, niềm tin cho các em học sinh trong chặng đường vượt khó, mà còn mang đến không khí sinh động, vui tươi cho chương trình. Thì hôm nay em rất là vui và rất là xúc động khi em được có mặt tại chương trình ngày hôm nay để tiếp sức cái niềm tin cho em Ly. Cũng được trên sân khấu này, 13 năm trước thì em cũng là một cậu học sinh nghèo, cũng như tư cách như chỗ em Ly. Nên hôm nay được chương trình mời đến đây, em rất là vinh hạnh và rất là xúc động. Học bổng của chương trình đã góp phần là hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần, giúp đỡ cho em để em vượt qua những khó khăn và cố gắng phấn đấu để hoàn thành, đạt được cái ước mơ của mình là một chiến sĩ công an nhân dân. Khi sau khi nhận được cái học bổng và được cái củng cố cái niềm tin, cái lòng tin của mình về tương lai, thì em nhận thức rằng thì muốn là có cái cuộc sống tốt đẹp hơn thì không có việc nào khác bằng việc cố gắng vươn lên, và con đường học tập là con đường để mình thoát khỏi sự nghèo. Thật sự thì khi có cơ hội quay trở lại chương trình Thắp Sáng Niềm Tin, em rất là vui và cảm xúc rất là dào dạt khi mà được nhìn lại chính mình khoảng 7 năm về trước. Và kể từ khi mà cái số của em phát sóng thì sau đó những cái số tiếp theo em vẫn theo dõi. Và đến thời điểm hiện tại em đã xem đến số 699 rồi. Và xem được những cái giá trị nhân văn mà chương trình mang đến cho các bạn. Và thực sự rất là ngưỡng mộ cái nghị lực vươn lên của các bạn. Thì đến với chương trình ngày hôm nay, em cũng không có gì hơn ngoài lời nhắn nhủ cho các bạn là hãy luôn luôn cố gắng, nỗ lực, cải thiện và trau dồi nhiều hơn nữa những cái kỹ năng vốn có, và trở thành người có ích cho xã hội, chăm sóc tốt cho bản thân, cho gia đình, và hơn nữa là cống hiến cho xã hội. Suốt 14 năm trên chặng đường thực hiện sứ mệnh của mình khắp cả nước, Thắp Sáng Niềm Tin là cầu nối giúp hàng trăm trường hợp gặp khó khăn, tưởng chừng phải gián đoạn việc học, có cơ hội viết tiếp ước mơ, và thậm chí là giúp đỡ cho gia đình thêm một số vốn để xoay sở chi phí sinh hoạt trong ngoài. Để mang tới màu sắc chân thật cho chương trình có tuổi đời dài hơi, ekip truyền hình Vĩnh Long đã và đang nỗ lực điều chỉnh từ những nội dung đến cách thể hiện thân quen, sao cho chương trình đạt được mức độ tự nhiên và chân thật. Sự thay đổi này nhằm thu hút người xem không chỉ với các thử thách của chương trình, mà còn với những câu chuyện của các nhân vật biết phấn đấu vượt lên nghịch cảnh. Chỉ có con đường học vấn thôi mới khiến bản thân có thể mạnh mẽ được. Việc học bây giờ không phải là việc của riêng em mà là sứ mệnh của cả gia đình. Giờ hoàn cảnh gia đình khó khăn đó, nên là chỉ học học để cái này thành công rồi có thể thoát nghèo. Giờ thì em chụm bước thì cũng không có ai lo hết, cho nên là em phải đứng dậy mà phải mạnh mẽ hơn. Bây giờ chỉ có học thôi mới có thể mà giúp mình thay đổi được cuộc đời. Nói với em á, sinh ra trong khó khăn nó không phải là rào cản để em chùn bước. Thật ra thì cái đó nó là một cái lợi thế để giúp em có thể trở nên thành công hơn. Thắp Sáng Niềm Tin là một trong những chương trình thực tế mang ý nghĩa nhân gian sâu sắc. Hy vọng quý khán giả tiếp tục đồng hành cùng chương trình thông qua những sự hỗ trợ thiết thực để chắp cánh cho ước mơ của các em học sinh sinh viên. Đến đây chương trình Chuyện Hậu Trường cũng xin phép khép lại. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tuần sau.